Giả Thiên, tập 130. Ở trong một trận chiến này, mọi người cùng kiến thức được sự đáng sợ của âm dương cổ kính, thức tỉnh từ trong long mạch dưới lòng đất, trồi lên trên mặt đất, lập tức có định được tất cả, ổn định lại căn cơ. Rất nhiều người chính mắt thấy, ai cùng kinh sợ, luồng khí tức kia quả thực có thể hủy diệt bất cứ địch thủ gì tuyệt đối không cần tốn nhiều sức để tiêu diệt thánh chủ tấm thanh binh viễn cổ này đã trường tồn trên thế gian hai mươi mấy vạn năm từng giết cả vực ngoại thần linh rốt cuộc thì nó mạnh tới mức nào có năng lực thần kỳ gì căn bản khó có thể do lường được toàn bộ trung châu đều bàn luận diệp phàm lại rất bình tĩnh từ khi toàn thân trở ra khỏi âm dương thần thành hắn đã gặp được mấy vị có nhân ở kỳ sĩ phủ rất nhiều người đều nhìn hắn giống như là nhìn thấy quỷ, một người độc chiến âm dương giáo, lại còn có thể đạt được chiến quả như vậy, quả thực là một kỳ tích. Trong số các có nhân này lại thiếu một người, tiểu nguyệt lượng lanh lợi hoạt bát của cơ gia không ở đây, nàng bị gia tộc gọi trở về, có chuyện quan trọng gì đó. Gần đây, cánh cửa cơ gia cùng sắp bị người ta đạp nát rồi, có không ít thế lực lớn đều đi cầu hôn. Cơ hạo nguyệt, người rút cuộc như thế nào, ngay cả mấy đại thần triều cùng bị kinh động đều thí điên thí điên chạy tới cầu hôn vậy. Cơ gia thần vương thể không đáp lại, hắn rất ổn trọng, trên mật không có chút gận sóng nào, ánh mắt sâu sắc, một mình đứng ở một bên, nhìn khoảng không phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Ta muốn quay lại đông hoang, chỉ là đường xá rất xa xôi, truyền tống trận bình thường căn bản không dùng được, không thể vượt qua. Diệp Phàm có chút phát sầu. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Yêu Nguyệt không nói. Diệp Tử, người thật sự muốn đi đông hoang sao nghe nói nơi đó liên tục có đại chiến các chủng tộc thái cổ đều bị kinh động đi tới cổ hoàng sơn rồi người dã man rất hưng phấn ngoác miệng nói rằng không lâu sau nhất định sẽ đi đông hoang tham chiến có lẽ không lâu sau rất nhiều người đều đi đông hoang một khi tử sơn bị mở ra không thể thiếu phong hòa đại chiến ngay cả giao trì thánh nữ cùng nói ra lời này thiên hạ phong vân rời khỏi, đồng hoang lại một lần trở thành tiêu điểm để thế nhân chú ý. Tất cả những gì về vô thủy đại đế đều không tránh khỏi gây ra sóng lớn cuộn trào vô cùng vô tận. Chứ tử Bách Giáo Trung Châu đều đang chú ý, lần tấn công tử Sơn khi trước, bọn họ thảm bại mà về, lần này không có một người hành động thiếu suy nghĩ nữa, tất cả đều đang yên lặng nhìn chăm chú. Một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ phát động ngay lập tức. Diệp Phàm lại hiện ra tại kỳ sĩ phủ, dẫn phát chấn động trừ vương đều xuất hiện, thánh thể không thể nghi ngờ gì nữa, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mỗi một sự kiện của họ đều gây ra sóng to gió lớn. Trong vùng tiên thổ xinh đẹp này, các cường giả trẻ tuổi đến từ ngũ đại vực như mây tụ lại, mỗi một vương thể đều có thể thấy được, mọi người đều chú ý quan sát hắn. Trong đó có cả nhân vật siêu cấp khủng bố, ngay cả còn kém trung hoàng, nam yêu, nhưng cũng không cách xa lắm, nơi này tàng long họa hổ, trong những ngày gần đây. Diệp Phàm cảm nhận được mấy ánh mắt đáng sợ đang liếc qua hắn. Rừng sâu ngập tràn hổ báo, nơi ruộng đồng vẫn có kỳ lân, lời này quả nhiên không sai, trên đời này đâu cùng có cao thủ cả. Trên một ngọn núi thấp, hắn gặp được một đầu đà trẻ tuổi, miệng tụng kinh, đến từ một tòa cổ miếu không tên tại Tây Mạc, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, khó dò ra sâu cạn. Dưới ánh trăng đêm, hắn thấy một vị yêu tộc trẻ tuổi đang đứng trên một ngọn núi, phun nạp ánh trăng, hơn nữa có lúc còn hút một cái ngay cả ánh sao trên trời cùng bị hắn nuốt xuống khiến cho khu vực này cùng lâm vào trong hắc ám vĩnh hằng cực kỳ dọa người những người này đều rất hạ thấp hoặc là ẩn nhẫn cùng không bày ra thực lực trước mặt người ở bên ngoài diệp phàm chỉ thông qua nguyên thuật nằm chắc nhịp đập của vùng đại địa này thì mới cảm nhận được tám ngày sau diệp phàm lại bước trên hành trình mới dưới sự tương trợ của yêu nguyệt không hắn tìm được truyền tống trận cổ xưa trong thiên yêu cung Chuyển đi Đông Hoang. Diệp tử, người đi trước, ta đi ra sau. Bàng bác đứng bên cạnh, vừa ăn một miếng quan tài, vừa nói. Thật là chờ mong Đông Hoang đại chiến, ta nhất định sẽ tiến đến, rất nhiều người đều đã xuất hiện ở cổ Hoàng Sơn rồi. Người dã man đã chuẩn bị chiến đấu rất sẵn sàng, định trước rằng kỳ sĩ phủ sẽ để cho bọn họ đi tới đó. Thiền Yêu Cung là một trong thế lực cường đại nhất tại Đông Hoang, trước thời hoang cổ có vô số đại yêu, hải sao lấy trăng trên trời, hôm mưa gọi gió trong thiên địa, có thể chống lại đại đế nhân tộc và thánh thể. Mà nay, vẫn không có chuyện thừa bất hủ nào có thể đánh đồng, yêu hoàng điện, đồng nam lĩnh cùng được xưng là hai đại thánh địa vô thượng của yêu tộc. Diệp Phàm mượn dùng cổ truyền tống trận của Thiên Yêu Cung, rốt cục thành công đi về phía đông, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất đông hoang, hiện ra tại một vùng nguyên thủy hoang vu. Nhìn về phía xa, hắn thấy được vô số đền đài cung điện, đứng sừng sững trên bầu trời, còn có mây mù bao phủ đầy trời, nơi đó chính là thiên yêu cung trong truyền thuyết. Mười mấy vạn năm trước, nơi đây là nơi mà yêu tộc đạt được vô số huy hoàng, hơn một vạn năm trước, thanh đế cùng từng tới đây, gần như kiến tạo lại thiên bình cổ, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Nơi đó có một loại uy áp cường đại, cuồn cuộn mãnh liệt ép xuống, giống như thiên cung cổ xưa đặt trên trốn phàm trần áp người ta thở không ra hơi. Diệp Phàm không dừng lại lâu, sử dụng huyền ngọc thai nhanh chóng rời đi, một đường bay về hướng đông, xâm nhập địa vực vô cùng vô tận của Đông Hoang. Đông Hoang, ta đã trở lại rồi. Nửa tháng sau, hắn tiến vào địa vực Trung Bộ, rất nhiều cổ thành, đại giáo san sát, đây là vùng đất khởi nguồn của nhân tộc. Không lâu sau, hắn liền nghe được một lời đồn, bạc đế vương đằng đến Đông Hoang cùng không chỉ vì vô thủy chung, còn từng đi cơ gia chính thức tới cửa cầu hôn. Hơn nữa, hắn hương sư động chúng, rất nhiều đại nhân vật thuộc vương gia tại Bắc Nguyên cùng bởi vậy mà đích thân tới, tiến vào gia tộc cổ lâu đời mà hư không đại đế một tay khai sáng, mơ ước được leo lên hư không điện. Cơ tộc không dám chậm trễ, dẫn bọn họ vào hư không điện do đại đế cổ tự tay xây, đây chính là một loại dấu hiệu. Chẳng lẽ vầng thần nguyệt rực giờ khắp đông hoang này phải đi làm dâu tận Bắc Nguyên xa xôi thật sao? Đây là một hồi phong ba không nhỏ, cùng không ít ánh mắt đang nhìn vào rất nhiều người đều chú ý nhất là một thế hệ trẻ tuổi đều muốn đi tới không muốn thua kém người khác không lâu trước cơ tử nguyệt bị triệu hoán từ trung châu hơn phân nửa cùng việc này có liên quan mọi người liền đầu tiên đưa ra phỏng đoán chính xác này bắc đế cường đại có tiềm chất không gì so sánh nổi mà nay còn có thể luận bàn cùng với đại đế cổ khi còn trẻ chỉ có hơn chứ không kém tương lai kém cỏi nhất cùng là một vị thánh nhân cờ tộc sẽ không dừng dưng được đâu. Rất nhiều người trẻ tuổi tại Đông Hoang đều bi quan, muốn cạnh tranh được với Bắc Đế thì căn bản không có khả năng, không có chiến lược lớn như vậy, càng không có nội tình như hắn. Bắc Đế áp chế một thế hệ trẻ tuổi tại Đông Hoang gần như không thờ nổi, trong mấy tháng gần đây, những nơi hắn đi qua không người có thể kháng cự, luận bàn với Thánh Chủ. Ngay cả các giáo chủ khắp nơi đều không dám có chút chậm trễ nào đối với hắn. Đây là thực lực một người trẻ tuổi có khả năng tranh hùng cùng đương kim giáo chủ có thể bệ nghệ thiên hạ ngạo thị cùng thế hệ không ai dám tranh phong đáng tiếc cơ hạo nguyệt tuy là thần vương thể thực lực sâu không lường được nhưng hôn nhân này hắn lại không có khả năng ra tay được khương tộc không phải còn có một thần vương thể sao cùng từng bày ra chiến lược chân chính có thể hay không vừa động là đã khiến cho cả thiên hạ kinh hại không hai đại thần vương thể của Đông Hoang cùng không là đối thủ của Bắc Đế tối thiểu hiện tại không thể tranh hùng, ra tay cùng vô dụng. Mọi người rất thất vọng. Đường Kim một thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang tuy rằng có rất nhiều cường già nhưng không có một ai có thể áp chế được người đệ nhất của ngũ vực rất khó luận bàn được cùng những người như Trung Hoàng, Nam Yêu. Không ít người nghĩ đến có lẽ chỉ có Diêu Quang Thánh Tử mới có thể đánh với Bắc Đế một trận bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai biết được rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc chính là hắn tuyệt đối sẽ không ra tay nghe nói hắn đang tu một loại kỳ công. Theo tính tình của hắn, một ngày không trở thành thiên hạ vô địch thì sẽ là một ngày không cường thế xuất kích. 10 năm sau, đồng hoang sẽ có một người đánh được với bắc đế một trận, tuy nhiên lại là một kẻ khiến cho cả thiên hạ không dung tha. Có người nói như vậy, rất nhiều người đoán ra người được nhắc đến này nhất định là hoa văn phi. Kỳ thật còn có một người, các ngươi quên thánh thể sao tuy rằng còn không có trưởng thành lên nhưng đã từng làm thịt cả thúc thúc ruột và đệ đệ của bác đế rồi. Không biết được, hắn có lẽ sẽ tới hắn đã sớm trong cục diện không chết không ngừng cùng với bác đế rồi hơn phân nửa là sẽ xuất hiện. Diệp phàm nghe được rất nhiều lời đồn, đồng hoàng rất không bình tĩnh, bác vực có cổ tộc thức tình, cổ hoàng sân nhất định sẽ gây ra sóng to cuồn cuộn. Trong mấy ngày gần đây các giáo phái của bức vực cảm nhận được một loại một loại áp bách cường đại có người còn mơ hồ cảm ứng được khí tức của tổ vương thái cổ xuất thế khiến cho ai cùng sợ run người. Vương Đằng, Vương Đằng, người mới tới Đông Hoang nhưng lại quấy ra nhiều phong vân như vậy. Trở qua mấy ngày, một tin tức chấn động được truyền ra, thánh thể Diệp Phàm đã vượt qua hư không, quay trở về Đông Hoang, dẫn tới rất nhiều người bàn luận. Ai truyền ra tin tức này khiến cho ai ai cũng biết, có người muốn đối phó ta sao? diệp phàm nhíu mày hắn vẫn ẩn thân trong bóng tối những người biết chuyện này cùng không nhiều lắm vương đằng con ta đang ở đông hoang thành thể ngươi tốt nhất chọn đời cút đi cho ta vĩnh viễn cùng không nên xuất hiện nếu không sẽ giết ngươi đến mức không đường lên trời không cửa xuống đất đây là lời mà vương gia bắc nguyên lúc nào cùng treo trên miệng vương gia bắc nguyên thật sự quá bá đạo đến đông hoang cầu hôn lại còn không kiêng để gì như vậy thật sự nghĩ rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ sao Hai bảo người ta sinh ra một người có tư chất đại đế quả thật phách lối dung trời đây là đang bức bách thánh thể nhiễu loạn đạo tâm khiến hắn khó có thể bình tĩnh muốn để cho hắn ra tay do đó mới có thể báo thù cho thúc thúc ruột và đệ đệ của vương đằng được mọi người đều nghị luận đang bàn về chuyện này thánh thể chỉ cần ngươi dám đến phương đông gây mưa gió chúng ta sẽ giết ngươi tới mức hình thần câu diệt chọn đời không được siêu sinh người của vương gia tiếp tục nói to ra ra ngoài dự đoán của mọi người diệp phàm lại không ẩn nhẫn ngược lại còn rất cường thế ngay lập tức một mình đi vào trong một đồ thạch phường sư lớn của vương gia tại đông hoang diệt đến mức chó gà không tha thành nhân cường thế ăn miếng trả miếng đây là đang vả và thẳng vào mặt của vương gia sau này chắc chắn không tránh được một hồi đại chiến mọi người rất chờ mong một chiếc thuyền nan xuôi theo dòng nước hai bên bờ xanh mát vượn hú hổ gầm Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên thuyền uống rượu một mình, dòng nước lúc thì êm à khi thì chảy xiết. Mấy ngày qua hắn không thấy Hắc Hoàng, con chó chết bầm này đã là truyền thuyết ở Đông Hoang, không lâu trước thiếu chút nữa gài chết Bắc Đế, quả thật chấn động đồng thổ. Diệp Phàm cũng không vội tìm người, chỉ cần mấy người bé con không có nguy hiểm, hắn sẽ không lo lắng. Lúc này hắn đang du lịch núi sông Đông Hoang, bình tĩnh tu hành rất tự nhiên. Lạc Nhật Cốc, nơi một vị thánh nhân viễn cổ bế quan, thế sự xoay vần, mười mấy vạn năm trôi qua đã không còn lại gì nữa. Sông chảy về biển đông, sói mòn khe sâu lớn, này lạc nhật cốc đã trở thành một mảnh đầm lầy, một chút dấu vết cuối cùng của thánh nhân cổ lưu lại cũng đã biến mất. Diệp Phàm đứng trên đầu thuyền, đổ một ly rượu xuống chảy theo dòng nước xiết, còn thuyền nhỏ đứng yên bất động, lặng lặng có định ở đó, hắn cẩn thận ngước nhìn. Lạc nhật cốc đã sớm bị đầm nước bao phủ chỉ có đỉnh núi còn nằm trên mặt nước, như rồng rắn uống lượn, rùa nằm dưới ánh trăng, rất kỳ lạ quá dị. Trước kia, vị thánh nhân đó sáng lập quy xà thập nhị kiếm, quét ngang đông hoang, sáng lập đại giáo vô thượng uy danh hiển hách, các thánh địa đều tới chúc mừng. Đáng tiếc, truyền thừa có vĩ đại cờ nào thì cũng có một ngày kết thúc, cực thịnh mà suy, không đến hai vạn năm đã kết thúc, nhanh đến mức là người ta kinh ngạc, biến mất trong năm tháng. Thàn ôi, quy xà thập nhị kiếm đã thất truyền, một môn tuyệt học lừng lẫy xưa nay vĩnh viễn biến mất. Diệp Phàm tu thân, dạo chơi khắp trốn, gặp được cổ tích như thế thì tất nhiên phải phúng biếu một phen, hy vọng có thể cảm nhận được đạo ngân và tâm tình từng trải của người xưa. Quy xà thập nhị kiếm, chẳng lẽ có liên quan tới vùng núi này? Hắn nhìn chỉ có đỉnh núi lộ trên mật nước ở xa xa, giống như linh xa, lại như con rùa. Trời chiều thê lương, ánh chiều như máu, nhuộm đỏ chân trời, đỉnh núi như có linh tính chấp động trong ánh chiều tà, như quy xà cùng lao lên. Là núi động, là nước động, hay là tâm động? Diệp Phàm tĩnh tâm ngưng thần, tàn mát ra thần thức tràn về phía dãy núi như rắn cùng đỉnh núi cao như rùa, trong nháy mắt xuyên qua mặt đất, nước sông ầm ầm vang, phát ra tiếng như sấm nổ. Đó là dấu ấn tinh thần của các bậc tiền bối sỏ xuyên thiên cổ, mãi mãi không tắt, lúc này bị hắn dẫn động ra, tất cả cộng hưởng như trăm chiếc chuông lớn cùng chấn động nước sông cuồn cuộn cuốn tới, vách đá dựng thẳng ầm ầm rung động, các thánh quang lóe lên chiếu rọi thiên địa, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ. Lúc đầu Diệp Phàm tưởng đó là dấu ấn của vị thánh nhân viễn cổ kia, nói không chừng còn chạm tới quy xà thập nhị kiếm, nhưng liền nhanh chóng phủ quyết. Đó là trăm loại dấu ấn cộng hưởng, mà không phải một đạo ngân mạnh mẽ, hắn nhanh chóng hiểu được, người xưa cùng hắn đến đây tưởng nhớ, lưu lại một đoạn mảnh vờ tinh thần rơi vào khe núi một môn tuyệt học hiếm thấy thật sự biến mất ở cổ đại, nhiều người đã đến tìm nhưng đều than thở trắng tay. Nửa tháng sau, Diệp Phàm qua sông đi xa, đi vào một mảnh đất hoang mấy chục vạn dặm không thấy bóng người, chỉ có cổ thụ và tiếng thú giống. Vẫn vương phần, đây là một nơi đầy máu, núi trơ trọi không một ngọn cỏ, ngay cả chim chóc cũng không đáp xuống, vô cùng yên tĩnh, không một ngọn gió. Đây đây đúng là một mảnh đất cằn sỏi đá, núi thành màu đỏ như bị máu nhuộn, không biết bao lâu rồi mà vẫn thê lương như vậy. Ở xa xa, đất hoang xanh um, thực vật dày đặc, chỉ có nơi này như một mảnh biệt lập, không có một chút sức sống. Tương truyền, đây là nơi một vị thần vương ngã xuống, thực lực nghịch thiên vô địch thiên hạ, đạt tới cảnh giới thánh nhân. Có thể nói ở những năm đó, một vị thần thể đông hoang đạt tới cảnh giới thánh nhân là cực kỳ đáng sợ, không có địch thủ trên đời, quét ngang qua thiên hạ. Vị thần vương này giao hảo với nguyên thiên sư đời thứ nhất, bọn họ cùng bước vào tuổi già, mạch thủy tổ nguyên thiên sư xảy ra đủ loại điểm xấu, đủ chuyện huyền bí đáng sợ kéo nhau đến. Cuối cùng, thần vương đồng hoang cùng nguyên thiên thủy tổ cùng nhau đến mảnh đất hoang này, chuẩn bị chống đỡ những chuyện đáng sợ. Nhưng mà mặc cho thần vương vô địch có bản lĩnh ngập trời, thủ đoạn nghịch thế, nhưng không thể thay đổi được gì, ẩn cư nửa năm sau đã xảy ra một trận đại chiến chấn động đông hoang. Bên ngoài không biết được rõ ràng, nhưng ngày đó thấy được màu máu tận trời, cùng với áo thuật mạnh nhất của thần thể đông hoang, đánh nghiêng trời đất, màu máu phủ khắp đại hoang. Khí cơ khủng bố khiến cho tất cả hóa thạch xa xưa nhất đông hoang đều cảm ứng được, trong lòng mỗi người đều rung động tột đỉnh. Sau đó, mọi người chạy đến nơi này, đại thần vương đẫm máu nhuộm đỏ đất bằng cùng ngã xuống với nguyên thiên sư thủy tổ, không còn thì cốt. Vẫn vương phần là mảnh đất hoang thời viễn cổ bị máu tươi của thần vương vô địch nhuộm đỏ, ẩn chứa máu huyết thần linh, mãi mãi không đổi màu. Thủy tổ nguyên thiên sư nhất mạch cùng một vị nhân kiệt vô địch, nguyên thiên sư già cùng vượt qua không lành cùng ôm hận mà chết, thật là đáng sợ. Diệp Phàm suy nghĩ, trong lòng thật không bình tĩnh, nguyên thiên sư cuối đời thật khó mà vượt qua, đó là một đại kiếp nạn, tương lai hắn phải đối mặt thế nào đó là đột nhiên thần sắc hắn chấn động thấy được một bóng người đứng trên phần bộ máu người kia một thân áo xám chật loái biển mất nhanh đến mức khó tin diệp phàm dùng thần nhăn cũng không thấy rõ được không theo kịp tốc độ đó quá nhanh diệp phàm ở quá xa cảm thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc tiếp đó trong lòng đột nhiên chấn động lộ ra thần sắc khó tin chân đặc bí quyết chữ hành đuổi theo nhưng mà khi hắn đến gần, đã sớm mất đi bóng ảnh, dựa theo tốc độ này thì có lẽ đã đi ra 8-900 dặm, không thể nào đuổi theo được. Thần vương tiến bối. Hắn hô to, khắp đất hoang ầm ầm rung động, nhưng không có lời đáp lại. Diệp Phàm cảm giác nhìn thấy thần vương tuyệt đại Khương Thái Hư đã biến mất nhiều năm, vương giả áo trắng khổ tình cả đời, anh hùng một kiếp. Thật giống ngày ấy. Hắn không thể xác định, nhưng cảm thấy 6 phần 10 là đúng, trong lòng cực kỳ chấn động tuyệt đại thần vương áo trắng không chết, ngài ấy còn sống, nói vậy hiện giờ ngài ấy nhất định đã đột phá. Trong lòng Diệp Phàm kích động, nhưng cũng vì cuộc đời của thần vương mà thở dài. Tổ vương Thái Cổ đã sắp xuất thế, thần vương áo trắng trở về làm Diệp Phàm vô cùng phấn chấn, nếu tương lai khai chiến với sinh linh cổ, đó là chiến lược vô địch. Cực vì tình, vì người yêu dấu mà quyết sinh tử, chém hết căn nguyên thần vương, cuối cùng lại tái sinh, rốt cuộc người như vậy sẽ mạnh đến mức nào. Diệp Phàm không biết. Không chút lưu luyến chém đi căn nguyên thần vương cứu tiểu đình đình, trở về phàm nhân, có lẽ xưa nay không có một thần vương nào chịu làm vậy. Thần vương áo trắng lưu toàn bộ thần linh huyết cho ta, lại hao hết căn nguyên cho tiểu đình đình, cuối cùng một mình đi xa, muốn cùng thải vân tiên tử chôn giữa núi rừng, dưới hoàn cảnh này mà ngài ấy vẫn sống. Lần này Diệp Phàm nấn ná thật lâu, cảm ngộ đạo ngân lưu lại ở di tích thánh nhân cổ, tịnh tu nửa tháng mới hiện thân, nhưng vẫn không thấy Khương Thái Hư trở về, hắn rất tiếc nuối. Thánh thể Diệp Phàm dám xuất hiện, chém hết ba hồn bảy vía của hắn, chọn đời không thể siêu sinh. Đó là lời vương gia nói, truyền khắp đông hoang. Có vương đằng con ta ở đây, hắn vĩnh viễn không có cơ hội trồi lên, dù hắn là thánh thể, tu tới đại thành cũng chỉ có thể bị giết, trở thành đống xương khô trải con đường thành đại đế. Phụ thân vương đằng rất phách lối. Hắn dám đứng ra, ta dám tới giết hắn đồng hoang rộng lớn, mạch ngầm bắt đầu sôi trào. Diệp Phàm tu thân trong núi sông trở về tự nhiên nghe được những lời này, hắn không đi đánh phá sản nghiệp phương gia. Đối phương nhất định chuẩn bị sẵn thiên la địa vòng. Nếu vương gia các ngươi muốn chết, vậy thì toàn bộ đến đông hoang, một mình ta giết sạch các ngươi. Đó là lời Diệp Phàm nói sau khi trở về, hiện thân ở trung vực. Cùng lúc đó, một tín hiệu không tốt xuất hiện trên đông thổ, có sinh linh thái cổ, đến từ phía bắc đang đi qua núi sông thánh thể chỉ là trò cười ở trước mặt tộc ta thì tất cả thể chất đều là gà đồng chó chợ không chịu nổi một đòn vương tộc thái cổ trẻ tuổi nhất xuất thế thả ra lời nói này đó là một sinh linh cổ mạnh mẽ phá tan thần nguyên đi ra cho dù rất trẻ tuổi nhưng vẫn khiến người ta kiêng kỵ có người thấy bắc đế vương đằng từng đi chung với hắn tự mình nói chuyện vương huynh ta giúp huynh giải quyết tên thánh thể kia người mà tộc ta muốn giết trên trời dưới đất không ai cản được một vị vương tộc thái cổ trẻ tuổi nói vậy mái tóc tím ánh mắt sắc bén cao ngạo lạnh lùng thánh hoàng tử của các người có giao tình với hắn làm vậy có thể khiến chủng tộc thái cổ xung đột hay không đầu chiến thánh hoàng đã sớm tọa hóa trong những năm thái cổ còn nay hắn vẫn là hoàng tử nếu không đánh lại hậu đại vương tộc như ta thì cũng chỉ là một thành viên mà thôi vương tộc thái cổ trẻ tuổi kia cười lạnh chỉ cần có thể tìm ra diệp phàm một ngón tay ta cũng nghiền chết được hắn Vương Đăng hờ hững nói. Bạc Phược, ở trong mảnh sơn mạch xa xưa, một tòa cung điện cổ trong lòng đất, hai người ngồi nói chuyện. Không sao, muốn tìm ra hắn cũng không phải không được, tổ vương tộc ta trẻ tuổi đắc đạo luyện hóa một cái thần hồ, có dự dụng vô cùng, hiện giờ đặt ở sâu trong động cổ, hai ta hợp lực điều động có thể ánh xạ ra tung tích của hắn một mảnh huyệt động rộng lớn, thỉnh thoảng thấy được một hai khối thần nguyên thật lớn, bên trong phong ấn sinh linh cổ hùng mạnh, nặng nề lơ lửng vô cùng đáng sợ. Bọn họ đi sâu vào trong, nhìn thành một cái hồ nhỏ khoảng 10 trượng, một mảnh vàng nhạt lưu động hào quang yêu dị, hai người hợp sức điều động, liền phát ra tiếng u u. Tiếp đó, chiếc hồ nhỏ phát ra hào quang trói lọi, nhanh chóng rung lên, tiếp đó lại bóng loáng như gương, hiện ra một mảnh núi sông. Trong lòng nghĩ tới tướng mạo, thầm đọc tên của hắn. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi nhắc nhở. Vương đằng quát khẽ một tiếng, chín long, chín hoàng, chín hổ, chín huyền vũ đồng loạt lao lên, bao phủ hắn như đại đế đứng giữa bốn loài tiên linh vần quanh. Ẩm. Ừ. Thần hồ vàng nhạt, dòng nước lưu chuyển, một mảnh sơn mạch hiện ra, nguy nga tráng lệ, trên vách núi có đứng một bóng người, chính là Diệp Phàm. Doạt. Bỗng nhiên, Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, ánh mắt như thực chất xuyên thấu thần hồ, tất cả hình ảnh lập tức tan vờ. Trên người hắn có một kiện bí bảo, có thể cản trở chúng ta tìm kiếm, nhưng mà vậy là đủ rồi, hắn đi tới Bắc Vực, ta đã đi qua nơi đó. Vương tộc thái cổ cười lạnh. Bây giờ ta đi giết hắn. Vương đăng lập tức đứng lên. Vương tộc thái cổ này có mái tóc tím, thân người cao lớn, không khác gì nam từ nhân loại, vừa nhìn liền biết là con cháu cổ vương huyết mạch thuần tùy nhất. Hắn rất trầm tĩnh, vươn tay cắn vương đằng nói hắn chẳng qua là tiên thai tầng thiên thứ nhất mà thôi đối với hai ta thì chỉ là một con kiến giết hắn bẩn tay phái một hai tên nô bộc đi là đủ rồi thần sắc vương đằng biến đổi tiếp đó ánh mắt sắc bén trầm giọng nói ta không muốn có chuyện gì khác tốt nhất tự mình đi một chuyến một chiêu phải chết yên tâm huynh phải nhanh chóng làm chuyện cầu hôn cơ gia giết một cái thánh thể chưa trưởng thành mà thôi không đáng kể gì vương tộc thái cổ trẻ tuổi nhàn nhạt, cười cười, vỗ vai bắc đế cản hắn lần nữa. Thần sắc vương đằng bình thản không nói gì nữa, đứng trong cổ động nhìn trăm trăm thân hồ vàng nhạt, nhìn ảnh ngược trong đó. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi vẫy tay, ánh mắt bắn ra tia điện tím triệu hồi hai tên sinh linh cổ, nói Đi thiên đô cổ sơn mạch, lấy đầu thánh thể cho ta. Tuần lệnh Hai sinh linh cổ mạnh mẽ nhận lệnh, bước ra rời khỏi mảnh cổ động này. Vương thượng làm vậy, không giống như tính cách thường ngày, dường như một tên sinh linh cổ ra khỏi động cổ, lên trên mặt đất liền rụt rè nói, dường như kiêu ngạo tự phụ quá mức phải không? Tên sinh linh cổ còn lại giọng lạnh lùng nói, người đi theo chủ thượng lâu như thế, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không nhìn ra được, Vương thượng cố ý như thế, muốn ngăn cản Vương Đằng không cho hắn tham dự vào chuyện này. Khiếu chủ muốn chiếm lấy vạn vật màu khí đỉnh, cùng với tất cả thần vật trên người thánh thể cái này còn phải nói vương thượng cần chuẩn bị vật chứng đạo những thứ trên người thánh thể kia không thể thích hợp hơn trời sinh chuẩn bị sẵn cho thiếu chủ thiên đô sơn mạch là một khu địa vực tương đối xa xưa ở bắc vực rất nhiều sơn mạch đất đoạn cũng có vô số vực sâu cảnh tượng hoang vắng diệp phàm bay trên tầng mây đi lên đủ độ cao nhìn từ trên xuống chứng kiến khe sâu thật lớn là những đạo vết kiếm các vực sâu ít nhiều giống như dấu tay Hắn không khỏi hít một hơi lạnh, khé cốc mấy vạn trượng kia là do đánh ra, trên mặt đất không nhìn ra được, rốt cuộc là tồn tại hùng mạnh cơ nào tạo thành. Núi gầy, cốc sâu, tất cả đều rất xa xưa, cảm nhận khí tức này thì có lẽ gây ra trước thái cổ, căn bản không phải do nhân tộc tạo thành, là một di tích chiến trường vô cùng xa xưa. Ta lại đến gần Bắc vực. Nơi đây là chỗ tiếp giáp của trung vực cùng Bắc vực, đặc thù mấy chục vạn dặm chết chóc, không có một chút thảm thực vật toàn bộ đều trụi lùi. Diệp Phàm một đường du lịch không có mục đích, chỉ vì tu thân tăng lên tu vi, không hay biết gì đi qua đến chỗ này. Lòng ở Bắc Vực, nhờ bé con lo vô thủy truyền thừa, có lẽ là thể hiện đáy lòng của ta. Hắn tự nói, bản năng đi về phía Bắc, có lẽ bởi vì nó. Bỗng nhiên, trên không trung một ngọn núi xuất hiện một cánh cửa, ánh sang tím lóe lên, hai sinh linh thái cổ hùng mạnh bước ra, liếc một cái là thấy được Diệp Phàm đứng trên vách núi kia thánh thể nhân tộc. Chống. Hai tên sinh linh cổ dích gào, bọn họ hiểu được ngôn ngữ nhân tộc, có lẽ chuẩn bị sẵn cho việc xuất thế. Các ngươi đến từ cổ sơn nào, là vạn long sao, hay là vùng cầm thái sơ, tử sơn? Diệp Phàm rất chấn định, câu mày hỏi. Chúng ta đến từ thần linh cốc, là nơi khởi nguyên vương tộc thái cổ mạnh nhất, thánh thể nhân tộc, thức thời thì giao ra trước đỉnh cùng các bảo vật trên người ngươi. Diệp Phàm buồn cười, sinh vật cổ kia nói ra những lời này khiến người ta có cảm giác là lạ, hắn đáp, "Các ngươi tới đây đánh cướp ta." "Ngươi nói đúng, còn muốn mượn đầu ngươi xài một lát." Một tên sinh linh thái cổ khác tiến lên. Đến từ bộ tộc thần linh cổ, tất cả đều rất cao to, không phải vương tộc thuần túy, tất cả đều có vảy, có hình, ngoại trừ có một ít mang cánh hoặc là sừng. Hai tên sinh linh cổ này rất bất phàm vượt xa nửa bước đại năng, đi qua một bước màu chút tiến vào tiên thai tầng thiên thứ hai, lực lượng không nhỏ. Diệp Phàm tuyệt đối không ngại, cười nhạt nói. Vừa lúc, ta đến Bắc Vực là muốn bắt hai sinh vật cổ, giúp ta dịch tiên lệ lục kim thư. Nhân tộc Phô tri không biết xấu hổ, trong những năm thái cổ, các ngươi chẳng qua là thức ăn của vương tộc, chúng ta là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Lúc đó, thánh nhân nhân tộc các ngươi cũng không thể đi ngang đất bằng, phải bị tổ vương các tộc áp chế, là tộc loài dưới chót trong các tộc. Hai tên sinh linh cổ rất kiêu ngạo, tuyệt đối không để nhân tộc vào mắt, bộ dáng ngạo nghệ thiên hạ ta là trên hết, liếc xéo diệp phàm. Đáng tiếc, nhân tộc từng chót bếp mà ngươi nói đã trở thành chủ nhân trên đất bằng, còn các ngươi lại vì tử kiếp mà thoát khỏi thời đại sau thái cổ. Diệp phàm lắc đầu, đó là vì chúng ta ngủ say hôm nay chủng tộc hùng mạnh nhất đã sắp thức tinh trở về tái hiện vinh quang người bề trên hai tên sinh linh cổ hướng tới năm tháng đỉnh cao vô cùng hoài niệm trong đó một tên âm lạnh nói cái gọi là thánh thể trong những năm thái cổ cũng chưa từng nghe nói hai tên nô lệ các ngươi nhớ mài những năm tháng đỉnh cao hôm nay trời đất thay đổi các ngươi không được nữa phiên dịch cổ kinh cho ta đi diệp phàm ngóc tay với họ rất tùy tiện để ta nếm thử mùi thanh huyết, sau đó lấy đầu ngươi báo cáo. Một tên sinh vật cổ khẽ gầm lên, liền sinh ra ba đầu sáu tay, toàn thân vảy tím loá sáng, nhảy tới. Ẩm! Ngọn núi đá dưới chân diệp phàm tan vừa hóa thành bụi phấn đầy trời, khí tức sinh linh cổ mạnh đến tận cùng, sức lực vô biên, hào quang chấp động tan vừa cổ địa. Rệt! Diệp Phàm để lại một đạo tàn ảnh, tránh qua một kích kinh người của tên ba đầu sáu tay, ở đó xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, sau bàn tay to đánh nát nơi đó. Mạnh đến thế. Trong lòng hắn rung lên, tế ra một khối thần nguyên to bằng đầu người, bên trên có khắc chi chít trăm vạn phù văn, vừa xuất hiện liền trói lọi một mảnh thiên địa, không cách nào nhìn thẳng. Thù cho ta. Ở bên cạnh, một tên sinh vật thái cổ giống to, há mồm phun ra một tòa linh lung tháp ánh sáng màu vàng trói như thánh vật trấn áp đại thế giới, lưu động vài tia khí tức hỗn độn. Đó là Diệp Phàm lắp Bắc kinh hài, tòa linh lung tháp thu mất khối thần nguyên, không để nó bùng nổ liền im lặng, không còn một tia dao động. Khối thần nguyên đó dày đặc trăm vạn văn lạc quán thiên, đủ để san bằng phạm vi trăm dặm, nhưng bị một cái tháp cổ vàng trói thu lấy, thật sự có chút dọa người. Người dùng thứ này giết thúc thúc một của vương đằng, cho rằng chúng ta không có phòng bị ư, đây là cấm khí dựa theo binh khí tổ vương ta tể ra, ngươi nộp mạng đi. Linh lung tháp màu vàng bay lên, giáng xuống như ngọn núi, đông cứng thời không, đọng lại vĩnh hằng, tất cả đều im lặng, nuốt lấy diệp phàm. Diệp phàm giống dài một tiếng, thản thể hóa thành một tia sáng, đạp bí quyết chữ hành lao ra, chỉ thiểu chút nữa đông cứng trong không gian kia, tất cả ở phía sau đều yên tĩnh, hư không tan vờ hòn đá biến mất, tất cả động tác đều chậm chạp. Cấm khí thật khủng khiếp. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, đây chỉ là tế ra hàng phòng chế binh khí tổ vương tộc mà đã có uy lực lớn như thế, nếu thật sự là vương tháp vàng giáng xuống thì sẽ có uy thể cỡ nào. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, cái gọi là cầm khí thì chỉ dùng được vài lần mà thôi, quá lâu sẽ tự động vừa nát, không tồn tại nữa. Thành thể đưa đầu ngươi ra đây tên sinh linh ba đầu sáu tay màu tím lại nhảy tới sáu tay cùng chuyển động như sáu cái thế giới liên tục thay đổi giật nát hư không đè diệp phàm xuống khối thần nguyên người khắc ra không hiệu quả chờ chết đi bớt nói thừa diệp phàm giúp lui tránh đối đầu trực diện cảnh giác nhìn tên sinh vật cổ cầm cấm khí linh lung tháp luôn nói thánh thể có thân thể vô địch lại khiếp sợ trước mặt ta tên sinh linh ba đầu sáu tay trào phúng lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, lao tới trước như tia chớp tím. Ầm. Diệp Phàm dùng đầu chiến thanh pháp thúc đẩy nhân vương ấn, như đại để cổ sống lại, đồng thời diễn hóa thái cực, một cái vòng tròn màu vàng theo hắn chuyển động đánh ra ngoài. Người. Sinh vật cổ ba đầu sáu tay giật mình, một tên nhân tộc mới tiên thai tầng thiên thứ nhất cản được công kích cực mạnh, cho dù đối phương bị đánh bay rất xa, nhưng cũng không bị sao cả diệp phàm nghiêm túc nói tới thì cảnh giới của hắn còn quá thấp không thể so đấu pháp lực với đại năng không ai có thể vượt qua lĩnh vực bạt cấm ta muốn đầu thân thể với ngươi có dám không sinh linh cổ ba đầu sáu tay khiêu khích vậy thì ngươi thử xem diệp phàm nhấc tay thẳng tiến không lùi ép tới trước Ừm. À. sinh vật cổ ba đầu sáu tay bỗng nhiên tươi cười tàn khốc đột nhiên thúc đẩy pháp lực ngập trời không dùng thân thể mà đánh lên Diệp Phàm cũng không đổi sắc, lại tung ra một khối thần nguyên, trăm vạn phù văn dao động như biển, chắn trước người trực tiếp bùng nổ. Người! Sinh linh thái cổ kinh hài, nhanh chóng rút lui, sinh vật cổ cầm linh lung tháp nhanh chóng tế ra cấm khí. Ầm! À. Hư không rung động, thần quang ngập trời cũng bị nuốt lấy, tháp cổ màu vàng kia vô cùng thần diệu, thu lấy dấu ấn trăm vạn phù văn dựa không chung vào trong, xóa sạch hư không. Giặc! nhưng mà lúc này linh lung tháp màu vàng cũng phát ra một tiếng thanh thúy, bên trên xuất hiện vết nứt, tuy rằng rất nhỏ nhưng có thể thấy được rõ ràng. Trong lòng Diệp Phàm chấn định lại, cầm khí cuối cùng là cầm khí, mặc kệ nó đáng sợ cơ nào thì cũng không thể thật sự trọng dụng, không được vài lần là tòa tháp kia sẽ vỡ nát. Các ngươi cậy vào tháp kia thì không chấn áp được ta. Tiểu tử nhân tộc, chỉ bằng chút bản lĩnh của ngươi, không cần dùng nó cũng diệt được ngươi. Tên sinh linh ba đầu sáu tay lao tới, nhưng mà càng phòng bị hơn, sợ hắn lại tế ra một khối thần nguyên. Tên sinh linh cổ còn lại cũng lao tới, không dám tùy tiện vận dụng tháp cổ màu vàng nữa, nếu không thể một chiêu chết ngay, hắn sợ tổn thất cấm khí vô ích. Vậy ta đưa các ngươi ra đi. Diệp phàm thét dài, thông thiên động địa, mảnh chiến trường cổ cũng chấn động, phát ra thần quang khôn cùng. Nguyên thuật trong lòng hai tên sinh linh cổ rung lên sớm biết hắn nắm giữ một loại kỳ thuật trước thái cổ chưa có là nhân tộc đời sau sáng tạo có thể mượn lực lượng nguyên mạch nguyên mạch nơi này từ lúc thái cổ đà bị cắt đứt còn có thể mượn lực được hai tên sinh linh cổ đều cảm thấy không ổn trừ khi trong sinh vật thái cổ các ngươi có vương cấp thánh chủ đi ra bằng không ai tới thì ta cũng rất sạch diệp phàm có lòng tin mạnh mẽ không lâu trước hắn đã vô hạn tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư tất nhiên nguyên thuật càng cao hơn một bước, ở trên mặt đất bắc vực này có rất nhiều địa thế cho hắn mượn lực nguyên mạch. Có thể nói, ở địa vực vùng cầm thái sơ ẩn chứa thần nguyên vô tận, hắn có thể đánh với bất cứ thánh chủ nào, ở phương Bắc là vùng sản xuất nguyên càng là chỗ hắn có chiến lực tuyệt đối. Nếu là ở vùng cầm thái sơ hoặc từ sơn, hắn sẽ càng mạnh hơn, Bắc vực là chủ chiến trường của hắn, đây là nguyên nhân căn bản mà Diệp Phạm dám đi một mình. Đại chiến rất kịch liệt hai tên sinh linh cổ căn bản không biết huyền bí nguyên thuật, bị áp chế không thể chống trả, vận dụng cấm khí nhiều lần liền vỡ vụn. Thần linh cốc, ở trước chiếc hồ nhỏ màu vàng, vương tộc thái cổ trẻ tuổi cùng bắc đế thúc đẩy pháp lực, rốt cuộc trong hồ lại ảnh xạ ra bóng dáng của Diệp Phàm. Ẩm. Ừ. Bọn họ gặp phải một cước bá đạo hung mảnh như xuyên thấu thần hồ đạp ra, sắc bén đáng sợ dập nát hư không, hóa thành một cái lỗ đen. Diệp Phàm chân đạp lên ngực tên sinh linh cổ ba đầu sáu tay, trực tiếp đè hắn nằm dài trên mặt đất, bụi đất lung tung, thấy rõ tên sinh linh cổ này hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ầm. Ừ. Đồng thời Diệp Phàm giống to một tiếng, nguyên mạch lưu lại dưới lòng đất sôi trào, tất cả tinh khí cùng lực lượng quy tắc hợp nhất với Diệp Phàm, hắn vươn ra bàn tay vàng đánh tên sinh linh cổ còn lại phun máu, ngã quỵ trong bụi bặm. Đáng chết. Thần linh cốc vương tộc thái cổ trẻ tuổi mái tóc tím dựng thẳng ánh mắt sáng tím khiếp người đập nát phía đá bên cạnh lại là nguyên thuật ở bắc vực hắn không yếu hơn bất cứ ai vương đằng nhíu mày sau khi diệp phàm vung đà thần tiên chiếc hồ vàng loái sáng tất cả hình ảnh biến mất ở thiên đô sơn ngoài sự thật diệp phàm vung đà thần tiên tra khảo hai tên sinh linh cổ không ngừng nghiền ép thần thức của bọn chúng tra đạp ý chí của chúng cơ hội thì chỉ có một không muốn chết thì dịch cổ kinh này cho ta hai tên sinh vật thái cổ thà chết chứ không chịu khuất phục miệng đồng răng sắt căn bản không mở miệng diệp phàm không nói nhiều dùng bí bảo đà thần tiên trà đạp thần thức của chúng hai tên sinh vật cổ kêu thảm thiết không thể chịu nổi diệp phàm thoáng nhìn chân trời kéo hai tên tù binh đi biến mất trong thiên đô sơn mạch tám ngày sau hai tên sinh vật cổ muốn chết cũng không được đã khuất phục bị Diệp Phàm nhốt vào hang động khác nhau giúp hắn dịch tiên lệ lục kim thư. Trang lục kim thư này lấy được từ trong ô sao ở tiên táng địa, dấu dưới trứng kim ô, Diệp Phàm lấy được, mỗi lần cầm trong tay đều nóng rát. Tiên lệ lục kim là vật của riêng đại đế, vô giá trên đời, thứ dùng nó làm chất liệu khắc ra tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Các ngươi dịch ra cho ta, nếu so sánh không giống, ta giết hai tên các ngươi, dù sao còn nhiều sinh vật thái cổ, không sợ tìm không được người. Diệp Phàm cảnh cáo. Đây là... Khi hai tên sinh linh cổ nhận tấm da thú in sao ra, nhìn kinh thư dùng thần văn thái cổ viết thành vi trên đó, lập tức biến sắc, không kìm nổi phát run. Một tấm tiên lệ lục kim thư mất hết hoa lệ, chỉ còn lại dấu tích loang lổ, không có một tia dao động thần lực, chỉ còn lại cổ xưa đơn giản. Vốn là vật dùng riêng cho đại đế, lục kim thần quang ngập trời, nhưng trải qua nám thăng lắng động, sương gió mài mòn, nay chỉ nhìn như mảnh đồng nát. Diệp Phàm cầm trong tay, một loại cảm giác ấm áp chuyển lên ngón tay như lò lửa đang thiêu đốt, hắn không nhận ra thần văn, chỉ có thể suy đoán, quan sát thần sắc của hai tên sinh linh cổ. Trong hai hang động, hai tên sinh vật cổ ngón tay run lên, bọn họ không thấy nhau, tránh để thông đồng, nhưng đều có tâm tính giống nhau. Đến từ từ vi cổ tinh vực, quả nhiên, năm đó nhân tộc đến từ từ vi cổ tinh vực. Một tên sinh linh thái cổ giọng run rẩy, cầm lấy tấm da thú sao chép, thần sắc kích động, ngón tay run rẩy người nói gì diệp phàm xuất hiện trong hang động tóm vai hắn lớn tiếng hỏi dòng đầu tiên viết do xuất xứ là kinh thư của đế của nhân tộc vốn từ tử vi tinh vực sinh vật thái cổ kia tràn ngập khiếp sợ nắm chặt tấm gia thú trên thế giới này nhân tộc xuất hiện trễ hơn vạn tộc tương truyền ở những nam thái cổ có một đám nhân loại từ vực ngoại đến đây từ đó mới thêm một chủng tộc đây là một tin tức kinh người, nhân loại đến từ tử vi cổ tinh vực, vượt qua vũ trụ tối đen lạnh băng đến đây, không phải có ở nơi này ngay từ đầu. Trong hang động khác, tên sinh linh thái cổ than thở không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng, chủng tộc nhỏ yếu trong mắt bọn họ lại có thể đi qua tinh vực với quy mô lớn. Những năm cuối thái cổ, chủng tộc mạnh nhất trong vạn tộc, có một số tổ vương dẫn theo con cháu rời khỏi cổ tinh này không biết tung tích. Hai tên sinh linh cổ nghĩ tới trước đại kiếp nạn thái cổ một số vương tộc thái cổ di truyền, trong lòng chấn động, trên không gian bao la còn có mấy cổ tinh có sinh mệnh. Thái Dương Chân Kinh Đây là Thái Dương Chân Kinh trong truyền thuyết. Không bao lâu, hai tên sinh linh cổ trước sau kêu lên, kích động vô cùng. Trong những năm thái cổ, nhân tộc có hai đại cổ kinh, một là Thái Âm, một là Thái Dương, danh chấn vạn tộc, huyền ảo khó lường mặc dù chỉnh thế nhân tộc trong vạn tộc khác thì tương đối nhỏ yếu nhưng cũng không thiểu người mạnh mẽ ngay cả vương thái cổ cũng phải kiên kỵ tất cả đều từ hai bộ cổ kinh này một số tổ vương thái cổ đều muốn xem mà không được vô cùng tiếc nuối mà nay thái dương chân kinh rơi vào trong tay bọn họ làm sao bình tĩnh cho được nếu hiển cho tổ vương tộc ta nhất định ngài ấy sẽ mừng giờ ban cho phần thưởng hậu hĩnh đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi thái dương chân kinh diệp phàm sớm dự cảm được dùng tiên lệ lục kim khắc thần văn xuất hiện trong ổ kim ô đặt trong tay nóng bỏng hắn đã sớm suy đoán năm đó nhân tộc xuất hiện một tên đại ma khổ luyện thái âm cùng thái dương muốn hợp nhất lại trên mặt đất xuất hiện sát kiếp khôn cùng có tổ vương thái cổ vì vậy mà chết thật vất vả mới bị mấy vị cổ vương trấn áp trong vạn lòng xào diệp phàm nghe lời tên sinh linh cổ nói lập tức nghĩ tới thánh nhân thái cổ trong đỉnh nhất định là lào nhân khô gầy mặc áo da thú tay cầm cốt bồng ngay cả tổ vương thái cổ cũng bị xử lý trong lòng hắn nhảy mạnh nếu để cái này sống lại thả ra ngoài thì sợ là sẽ có một trận náo loạn khủng bố cái này là tàn kinh không đầy đủ một tên sinh linh cổ nói diệp phàm thở dài hắn đã sớm biết đây chỉ là một mảnh lục đồng mà thôi tuy rằng khắc đầy thần văn nhưng làm sao khắc đầy đủ một bộ cổ kinh được nhất định chỉ là một quyển thành thành thật thật dịch ra cho ta, hai tên các ngươi dịch ra có chỗ nào không giống, đều chết cho ta. Hắn lại cảnh cáo lần nữa. Hắn sợ hai tên sinh linh cổ lừa gạt, dù sao quyển cổ kinh này quá trọng yếu, chính là thần vật khoáng thế của nhân tộc, còn đến từ từ vi cổ tinh vực. Ước chừng hết ba canh giờ, hai tên sinh linh cổ lần lượt hoàn thành, rõ ràng bọn họ cũng đang tìm hiểu trang cổ kinh này bằng không làm sao lâu như thế. Có phải ngươi muốn diệt khẩu hay không? Một tên sinh linh cổ hỏi, hắn biết dịch ra xong thì nhất định phải chết. Ta sẽ cho các ngươi đi thoải mái, chấm dứt tra tấn dây dưa. Diệp Phàm nói rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta muốn sống. Một tên sinh linh cổ ánh mắt rái lên. Diệp Phàm nhíu mày, sợ bọn họ ngọc đá cùng tan, hủy diệt văn dịch, nói. Muốn sống cũng được, lát nữa ta chém đi trí nhớ của các ngươi, nhiệm công lao các ngươi dịch ra cổ kinh, để cho các ngươi một mạng. Được, một lời đã định. Hai tiền sinh linh cổ trước sau trình liên văn dịch, Diệp Phàm không nói nữa, yên lặng đọc, trong lòng giấy lên gận sóng, nhưng rất nhanh thất vọng, thở dài. Thái Dương chân kinh hóa long quyền. Hắn đã có Thái Hoàng kinh hóa long quyền, đó là quyền kinh mạnh nhất, hôm nay cần cổ kinh tiên thai bí cảnh, nhưng cái khác không cần cấp lắm. Kỳ thật cũng có tiên thai quyền, hai mặt tiên lệ lục kim thư đều có khắc, tổng cộng ghi lại tâm pháp hai đại bí cảnh một tên sinh vật thái cổ rụt rè nói. Diệp Phàm nghe lời này, trong lòng thoải mái, phấn chấn một trận, nay hắn bước vào tiên thai bí cảnh, thiểu nhất là công pháp tương ứng. Thái Dương Chân Kinh là cổ kinh xa xưa nhất nhân tộc, các đại đế nhân tộc vô thủy, hằng vũ, đều từng tham triều khai sáng cổ kinh, có địa vị không thể thay thể. Trong những năm thái cổ, thái âm cùng thái dương vẫn luôn được người ta thảo luận cái nào mạnh hơn, khiến cho nhiều tổ vương thái cổ đỏ mắt mà không cách nào lấy được. Diệp Phàm nhanh chóng đảo qua hai bản văn dịch, nghiêm túc so sánh, cũng không có chỗ khác biệt, chỉ có vài chỗ dùng từ không giống nhau, nhưng ý nghĩa thì giống. Thái Dương chân kinh. Diệp Phàm phun ra thật mạnh bốn chữ này, trong lòng thoải mái. Mới vừa rồi, hắn đã rõ ràng, tu hành tiên thai quyển kinh này là lựa chọn tốt nhất, Thái Dương tâm kinh có thể làm thần thức vô cùng mạnh mẽ, như một vòng mặt trời chói sáng. Tu luyện kinh này, thần thức hóa thành mặt trời, rửa sạch phàm khí, luyện hóa chân dương, nghịch đoạt tạo hóa. Diệp phàm giam hai tên sinh linh cổ, lập tức ngồi xếp bằng trên tảng đá, yên lặng tìm hiểu, giữa mi tâm liền có thần quang vọt lên, nối liền mặt trời. Tu hành thần thức, rất nhiều người đến cuối cùng sẽ dẫn động mặt trời tinh luyện thức hải, chỉ vì rửa sạch khí hồng trần, trở thành thần niệm tinh thuần không tạp chất. Diệp Phàm lấy được Thái Dương Chân Kinh, lập tức bỏ qua nhiều công sức, dựa theo nó tu hành tuyệt đối mạnh mẽ thích hợp vượt xa các cổ kinh khác. Khi yêu nhiệt nghịch thiên độ kiếp, phun nuốt tia chớp tẩy rửa thần thức, cũng là vì khí trí dương rửa đi khí phàm trần, chuyển hóa thành niệm lực tinh thuần, sáng chói như mặt trời. Dệt. Chiếc hồ nhỏ màu vàng của Diệp Phàm chói sáng như mặt trời, tràn ra ánh sáng vô tận nối liền với mặt trời, nhiệt độ nóng bỏng dọa người lực thần thức của hắn vốn vô cùng mạnh mẽ, hôm nay tu luyện kinh này là tự nhiên như thường, đủ loại lực lượng tán loạn quy kết cùng nhau, lập tức mạnh hơn rất nhiều. Đúng rồi, tiền thai bí cảnh quả nhiên thần bí nhất, chỉ tu lực thần niệm tầng thiên thứ nhất, tiếp đó mở ra tiên tàng thân thể toàn bộ phương vị. Diệp Phàm vừa tu hành tìm hiểu, tay cầm bồ đề tử, không nhanh không vội, vận chuyển cổ kinh, giữa mi tâm càng sáng ngời, hắn tu hành tiên thai tầng thứ nhất làm ít công to, bởi vì đã đủ lực thần thức một ngày, hai ngày. Rất nhanh, một hàng trôi qua. Ờ. Um. Một đạo chấn động phát ra, thân thể Diệp Phàm như kiếm tiên ngâm vang, tiếp đó một vầng mặt trời nhỏ nhảy ra từ trong tiên thai, chiếu sáng sân mạch cổ. Thái dương chân kinh, thần thức tẩy luyện thành màu vàng, giống như mài luyện lưỡi đao, dao động ngày càng mạnh. Mặt trời nhỏ màu vàng nhanh chóng biến hình, đầu tiên biến thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng, tiếp đó thành cái tháp nhỏ. Sau đó thành một cái chuông, cuối cùng hóa thành giống y như hắn. Cuối cùng, người tí hon bay lên tầng mây, phun nuốt ánh sáng với mặt trời trên cao, hai bên như nối liền, một mảnh trống rỗng. Ầm. Theo Diệp phàm vận chuyển tâm pháp cổ kinh, người tí hon màu vàng trên tầng mây ngày càng mạnh hơn, mỗi một hơi nuốt vào một mảng lớn tinh hoa mặt trời, như một cái động không đáy, khiến thiên địa xung quanh cũng phải mở đi. Đó là cảnh tượng rất đáng sợ, hắn phun nuốt tinh hoa mặt trời Cuối cùng khiến mặt đất chìm trong bóng đêm, không ngừng rửa sạch thức hải, đột phá trói buộc. Ồm, một đại tia trước mặt trời đột ngột xuất hiện, từ mặt trời xa xôi phóng tới, ở xa trên trời cao đã khiến mảnh núi non bên dưới thành cho bụi. Thiên kiếp. Diệp Phàm hoảng sợ, quá đột nhiên không có dấu hiệu, đã lập tức giáng xuống Thái Dương chân kiếp, nhanh đến mức khó tin đánh lên người hắn. Đồng thời, người tí hon trên tầng mây cũng bị bao trùm vô tận thần lôi màu vàng phóng ra từ trung tâm mặt trời, sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc, trong hư vô ngưng tụ ba đạo tia chấp hình người, từng bước một đến gần, phát ra dao động mạnh mẽ. Diệp phàm phóng lên cao, nhanh chóng hợp nhất với người tí hon, cùng đối phó kiếp nạn đột ngột xuất hiện, tất cả khiến người ta không kịp chuẩn bị. Sấm vang chấp giật, thái dương chân lực lưu động tràn từ khắp nơi đến, chôn diệp phàm bên dưới, luyện hóa thần hình. Thiên kiếp lần này có chút không đúng, tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải muốn hủy diệt ta. Hắn khó hiểu, trong lòng sinh ra nghi ngờ, tất cả thái dương chân lực dường như đang rèn luyện thân thể bất diệt cùng thần thức màu vàng của hắn mà không phải muốn phá hủy. Bỗng nhiên hắn lập tức hiểu được, lần này vẫn là ba đạo tia cho hình người, chẳng qua ôn hòa hơn nhiều, cùng thái dương chân lực luyện hóa hình thần, lợi nhiều hơn hại mỗi một tầng thiên tiên thai có thể so với một đại bí cảnh một đạo tia chấp hình người tương ứng với một cảnh giới nhỏ lần trước ta trải qua ba lượt vượt qua ba cảnh giới nhỏ hắn lập tức sáng tỏ chỉ là vì lần trước không có cổ kinh tương ứng không thể vận chuyển thần thức mạnh mẽ của hắn lúc này mới chính thức thể hiện ra thần niệm của hắn đã sớm đủ mạnh chỉ cần vận chuyển cổ kinh tương ứng là có thể lập tức đột phá cảnh giới tương ứng diệp phàm hiểu ra hắn đã vượt qua giai đoạn tầng thiên thứ nhất sơ kỳ được thái dương chân kinh hỗ trợ thiên kiếp lần này chỉ là viên mãn mà thôi quả nhiên tia chấp hình người lần này chỉ là luyện hình và thần không vượt qua trình độ lần trước khiến cho hoàn toàn thông suốt ba tiểu cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ nhất sơ kỳ khi các loại kiếp lôi biến mất diệp phàm ngồi giữa trời cao thể tướng nghiêm nghị từng đạo phủ văn xuất hiện trải rộng khắp cơ thể ấn vào trong Người tí hon ở giữa mi tâm cũng có các phủ văn lạc ấn, như phủ thêm một tấm thân y vàng, thần thánh không thể xúc phạm. Luyện thành thái dương tâm kinh đế cổ nhanh như vậy. Hai tên sinh linh cổ bị Diệp Phàm lưu lại trong lôi kiếp tràn ngập xung động. Lúc này, Diệp Phàm trong suốt sáng ngời, mỗi một tức cơ thể như lưu ly thần đúc thành, như một vị thần linh đương thời ngôi xếp bằng, tràn ngập màu sắc, khoảng khắc mở mắt như hai ngọn lửa bùng lên. Thân thể như một cái đập chứa nước, chiến lược là lợi dụng hợp lý nước trong đó, còn Diệp Phàm đã sớm có đạo hạnh thần thức, nhưng trước đây không có tâm pháp để vận chuyển. Hôm nay có được Thái Dương chân kinh, mọi chuyện tự nhiên mà làm. Một tháng, nhanh chóng tạo thành một vị cường giả, khiến cho chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn, hôm nay đi tới Bắc Vực, phải đối mặt với đủ loại kẻ địch. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong hư không, như kim thân bất diệt tràn lập ánh sáng màu sắc, toàn thân như thần kim đúc thành, không có một chút vết tích, toàn thể lấp lánh ánh sáng. Xoạt. Ý niệm hắn vừa động, lập tức xuất hiện trên mặt đất, hai tên sinh linh cổ liền run lên, nói. Người đã nói, dịch ra cổ kinh cho ngươi thì sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ta giữ lời, nhưng nếu sau này các ngươi còn công kích ta, vẫn sẽ giết không. Thà. Giữa mi tâm diệp phàm bắn ra một thanh thiên kiếm vàng dài một tấc, nhập vào trong đầu bọn họ, cắt bỏ trí nhớ liên quan. Tiếp đó, hắn duỗi tay hai đạo ánh sáng vàng bay gia nhập vào cơ thể chúng, nháy mắt mở ra cấm chế trên người hai tên sinh linh cổ. Hai tên sinh vật thái cổ mất đi trí nhớ liên quan, nhưng không quên đây là thánh thể mà thiếu chủ nhân thần linh cốc muốn giết, vừa nhìn thấy là lập tức nhào tới. Xem ra không đợi đến tương lai, hôm nay các ngươi đã ra tay với ta rồi. Diệp Phàm lui ra sau một bước, thần thức màu vàng ở mi tâm hóa thành một cái. Đỉnh nhỏ, nháy mắt bay ra, truyền ra thần quang hừng hực nặng nề như mặt trời ở trong khoảng cách gần như thế, sau khi kích hoạt lĩnh vực bát cấm, thần thức mạnh mẽ hóa thành chiếc đỉnh gần như không gì phá vỡ được, lập tức đánh hai tên sinh linh cổ thành mảnh vụn, hình thần hủy diệt. Diệp Phàm hít sâu một hơi, vạn vật màu khí hóa thành chiếc đỉnh dọc theo con rồng xương cột sống đi lên, tiếp đó tiến vào mi tâm cố định trong đó. Tu hành đại bí cảnh nào thì đặt vũ khí chủ yếu ở nơi đó, hôm nay chiếc đỉnh nhỏ rút cuộc tiến vào mi tâm màu vàng, trở thành vật chứng đạo trong tương lai của hắn một tháng, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện, khắp đông hoang không yên bình. Bắc đế lại tiến vào cơ gia, được đón vào hư không cổ điện do đại đế lưu lại, huyền tổ của hắn xuất thế tự mình vượt qua không gian đến đây, mật đàm rất lâu với cơ tộc. Bên ngoài đồn đãi, cơ gia có lời truyền ra rất có thể sẽ đồng ý chuyện hôn ước này, bởi vì có người nhìn thấy cơ gia tiểu nguyệt lượng bực bội nắm dâu một vị trưởng bối, muốn vượt qua hư không bỏ trốn. đang tiếc nàng bị bắt về, không làm được gì, không truyền ra tin tức chính xác. Vương Đằng nhìn xuống đông hoang, khó gặp đối thủ ngang tay, nhiều ngày trôi qua cũng có anh tài khiêu chiến, nhưng không ai chống được một chiêu, thực lực cách biệt một trời một vực. Bắc đế ngạo nghễ một đời trẻ tuổi ở đông thổ, mỗi một lời nói hành động của hắn đều được người ta chú ý, căn bản không có ai là đối thủ của hắn, nơi chiến xa cổ màu vàng đi đến, ngay cả giáo chủ một phương cũng phải tránh né. Tiền đồ của hắn là một mảnh sáng chói, không thể lường hết, từng bước đi trên con đường đại đế, vô cùng kiên cố, đến nay ngoài Trung Hoàng gia thì không ai chống lại hắn được nửa bước. Hơn nữa hắn giao hảo với vương tộc Thái Cổ, thường cưới một chiếc chiến xa đi ra ngoài, một sinh linh cổ tên là Từ Thiên đến từ thần linh cốc đồng hành cùng hắn, từng một tay đè chết một vị giáo chủ. Có thể nói, hôm nay vương đằng không chỉ có đè ép một đời trẻ tuổi đông hoang không thờ nổi, ngay cả nhân vật cấp thánh chủ cũng phải vô cùng kiên kỵ, không muốn chọc tới. Bắc Đế hôm nay như mặt trời ban trưa, đồng hoang hiện thời không ai muốn đắc tội hắn, có thể bình cao không gặp đối thủ, danh chấn đất bằng. Một tháng qua, Vương Đằng cùng Tử Thiên đều thúc đẩy chiếc hồ vàng trong thần linh cốc tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm, nhưng đều vô dụng, mãi không có kết quả. Diệp Phàm xuất quan, đi ra bên ngoài nghe được rất nhiều lời đồn và tin tức, Bắc Nguyên Vương Gia Văn Thả ra lời nói hắn là vô dụng, bảo hắn chỉ biết ẩn nhận không dám đi ra. Diệp Phàm hắn tính là gì, có đường huynh vương đàng hoang, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong ngõ ngách, vĩnh viễn cũng không dám đi ra. Đường đệ của ta được xưng là bắc đế, có đệ ấy ở trên đời, thanh thể tính là cái gì, phải hối hận sinh ra cùng một thời đại. Tộc nhân của vương đằng đều lên tiếng đầy diệp phàm xuống không đáng một xu, căn bản không coi hắn là cái thứ gì, đương nhiên tất cả chuyện đó đều có người bày kế. Mục đích làm vậy rất đơn giản, khiến cho Diệp Phàm trẻ tuổi nông nội không thể tĩnh tâm, nhảy ra tất nhiên là tốt, giúp sức chém giết là được, nếu hắn ẩn nhẫn không ra, cũng có thể quấy nhiễu tâm thần, ảnh hưởng đạo cảnh. Một hàng qua, rất nhiều người nghe rất khó chịu, ngay cả đám người bằng bác ở kỳ sĩ phủ xa xa cũng nghe được đủ lời kiêu ngạo. Chết tiệt, đưa trẻ tuổi vương ra chán sống rồi mà. Lý Hắc Thủy khó chịu mắng. Không sao cả, chúng ta tham gia đại chiến Đông Hoang, đến lúc đó dựa vào thực lực để đám người nào đó câm miệng. Gần đây, tên dã man đi cùng bọn họ vùng cây bồng nanh xói nói tục truyền các đại vương tộc thái cổ đều dục dịch phong vân sôi nổi tụ tập tử sơn các thế lực lớn nhân tộc cũng ngồi không yên diệp phàm không xuất hiện một tháng tự nhiên có rất nhiều người đông hoang xôn xao có người nói hắn làm vậy là đúng trước khi chưa trưởng thành thì nên ẩn nhẫn cũng có người nói thanh thể thiếu một loại khí thế chỉ tiến không lùi không làm ra một chút đáp lời thể hiện ý chí của hắn bằng không dù cho tương lai mạnh lên thì cũng thiếu đi tín niệm tranh hùng cùng đại đế. Bên ngoài ồn ào xôn xao, một con chó xuất hiện gào thét khắp thiên hạ, muốn thu Bắc đế làm nhân sủng, bảo hắn mau tới quỳ xuống chịu chết. Thấy kẻ cuồng vọng cũng chưa thấy con chó ngông cuồng như thế, quy danh Bắc đế đang cực thịnh, một con chó rít gào khắp đông hoang như thế, làm cả đám người cả kinh lọt trong mắt đó là con chó bịp bộng trong truyền thuyết, lần trước làm chết hai đại năng, làm cho bác đế chịu thiệt ở cổ Hoàng Sơn, hôm nay lại nhảy ra nữa. Hắc Hoàng nhảy ra đáp trả đầy đầu bắc đế, chế ngạo đám người trẻ tuổi vương gia, nói là bọn họ làm nhân sủng cũng không đủ tư cách, chỉ có thể giết làm phân bón. Con chó này không phụ sự mong đợi của mọi người, cao thết hai ngày liền ra tay, bày ra sát trận, biến một chỗ đấu giá của vương gia thành máy nghiền thịt, san thành đất bằng, không có người chạy thoát vì thế vương gia gây chiến, bốn vị đại năng cùng bước ra đuổi giết đại hắc cầu khắp đông hoang, muốn nấu nó thành nồi thịt chó, náo loạn một mảnh sóng gió. Hơn nữa, một vị lão tổ vương gia ra tay giữ đường muốn giam cầm hắc hoàng. Hắc hoàng rất dứt khoát, trực tiếp trốn chạy mà không thử chống cự, nghe nói có người thấy nó đứng bằng hai chân, mặc một cái quần cộc, trên lưng có một tiểu cô nương đáng yêu. Đạp bộ pháp cực nhanh kéo vị lão tổ vương gia kia đi qua 18 dãy núi, tốc độ toàn thắng trốn thoát sau đó vị lão tổ vương gia đầy hối hận ăn đầy bụi đất thấy một con chó lớn mặc quần cộc đứng bằng hai chân sau quay về phía hắn thả ba cái giấm lớn biến mất khỏi tầm nhìn con chó chết tiệt trên dưới vương gia hận không thể lột ra nó nhưng nó chạy còn nhanh hơn thỏ căn bản không bắt được khổ tâm bày ra thần trận cũng không vây được hôm nay diệp phàm không dám đi ra cũng chỉ có thể dựa vào một con chó đến quấy giày mặt hôi thánh thể vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp đế từ tộc ta, kiếp này chỉ có thể ở một xó nhìn lên. Diệp Phàm tốt nhất là ngươi trốn thật xa, có đường huynh ta ở đây thì ngươi vĩnh viễn không có ngày ngừng đầu, dứt khoát đời này không cần xuất thế nữa. Thánh thể, tác dụng duy nhất của hắn là làm một cái lá cây, tô điểm cho anh hùng tộc đệ của ta, sinh cùng thời đại này là bi ai lớn nhất của hắn. Đời trẻ tuổi vương gia không bắt được hắc hoàng, chút một bụng quán khí lên người Diệp Phàm một ngữ ác liệt nói hắn không đáng một xu cực kỳ hèn mọn nhục nhã sau khi diệp phàm xuất quan trên đường nghe được những lời đồn này liền mỉm cười chẳng qua đã có chút lạnh lẽo hắn vừa đột phá đúng lúc phải luyện tập một chút không vội từ từ đã trên đường hắn đeo đà thần tiên trên lưng chậm rãi bước đi giữa đường cân nhắc nguyên thuật ở trên mảnh đất bắc vực này, hắn có thể hoành hành không e ngại cường giả nào. Chỉ cần không xuất hiện hạng vượt trên thánh chủ cổ vương, hắn có thể tung hoành thiên hạ. Nguyên địa sư, phải được thiên địa tán thành, phải tìm kiếm đủ mảnh vỡ pháp tắc ẩn chứa trong vạn đường long mạch. Diệp Phàm luôn luôn suy nghĩ làm sao đạt thành nguyên địa sư, vô cùng khó khăn, mặc kệ đã tới sát gần bên, có một cảm giác gần như gang tấc mà cách biệt cả biển trời. Khó trách xưa nay chỉ có 5 vị nguyên thiên sư muốn trở thành nguyên địa sư mà đã khó khăn như vậy. Nguyên thiên sư hùng mạnh cỡ nào, rất khó cân nhắc được, làm cho các thánh địa phải xanh mặt không làm gì được, đi vào vùng cầm thái sơ thấy được xác của hoàng chủ, còn bố cục của nguyên thiên sư ở đó. Bắc Phực rất ít người, thường là trăm vạn dặm khó thấy thành trì, đất chết không một ngọn cỏ, 90% đất đai là đất cằn sỏi đá trơ trụi. Diệp Phàm đi thẳng một đường tới trước, bằng trình độ nguyên thuật của hắn hôm nay, tự nhiên có thể nhìn được long mạch, đào ra mấy khối thần nguyên, tất cả đều to bằng chậu rửa mặt. Trong quá trình này còn kinh động ra mấy con sinh linh thái cổ, bày ra từ một cái long mạch quạng cổ dưới lòng đất, chẳng qua không làm gì được diệp phàm, dù sao cũng không phải tổ vương thái cổ thức tỉnh. Mấy ngày sau, Diệp Phàm đi tới thần thành đã xa cách nhiều năm, ngẩng đầu nhìn lên như một bầu trời đè xuống mặt đất thành trì rộng lớn vô cùng cửa thành có thể để trăm con ngựa chạy song song hắn vừa tiến vào thánh thành liền khiến cho một số người chú ý nhìn sang phía bên này hắn là thánh thể thật là hắn thánh thể diệp phàm hôm nay vương gia đang tìm hắn khắp nơi hắn lại xuất hiện vào lúc này mà không có che giấu diệp phàm lập tức bị người ta nhận ra năm đó hắn khuấy động phong vân khôn cùng hôm nay trở về liền dẫn lên sóng gió ngập trời hắn cũng không đi tìm người quen, không đi gặp An Diệu Y, lập tức đến một chỗ đổ thạch phường cực lớn. Đổ thạch phường thần thành có quy mô lớn nhất thiên hạ, trong các thạch phường cấp thánh địa là có một không hai ngũ vực, vương gia cũng có một chỗ, đặt ở nơi phồn hoa, có đại năng tọa trận ở đó. Thánh thể Diệp Phàm Trên cả con đường chính, mọi người đều nhìn lại, tiếp đó là một mảnh xôi trào, trận đổ thạch đại chiến lần trước đến nay vẫn khiến người ta khó quen, dẫn tới điên cuồng. Hôm nay, tình cảnh của hắn không tốt, còn dám trắng trợn như thế, nhất định không sợ hãi. Hắn muốn quyết đầu với bạc đế. Đó là thẳng tới đổ thạch phường vương gia. Lần này náo nhiệt rồi, có thể đoán chắc hôm nay sẽ có sóng gió ngập trời, không phải thánh thể chết thì là vương gia bị nhổ tận gốc khỏi thần thành. Rất nhiều người trong thành đều có được tin tức, rất nhiều người tràn ra đường lao tới bên này, không ít người chào hỏi Diệp Phàm năm đó trận đại chiến đổ thạch dẫn tới sóng gió quá lớn không ít người quen biết hắn cũng có rất nhiều người từng mời hắn uống rượu Diệp phàm lại nhàn nhã tốc độ không nhanh không chậm bước chân đặt xuống đất có một loại nhịp điệu đặc biệt như trống trời đánh vào lòng người một loại tiết tấu đáng sợ quả nhiên là nhằm tới thạch phường vương gia mà mọi người đều biết hôm nay không tốt lành sẽ có một trận va chạm như sao trổi dáng xuống đất bằng không hề che giấu mà đi thẳng đến đó đây là chồng đôi trắng trợn, đạp lên mặt mũi vương gia. Một số kẻ ngại thiên hạ không loạn càng kích động hơn nữa. Không lâu trước, vương gia kêu gào khắp thiên hạ, nếu lúc này nhổ bật cốc rễ của bọn họ ở thần thành, cái này tuyệt đối rung động, là một cái tát dáng thẳng vào mặt thế lực lớn khủng bố nhất bắc nguyên này. Nhưng mà hắn thật sự đối phó vương gia hay sao? Có người hoài nghi, Diệp Phàm một mình đi vào thần thành chống lại một thế gia hoang cổ dễ sâu gốc lớn, thế thì lực lượng quá yếu ớt thạch phường là sản nghiệp trụ cột của bắc nguyên vương gia ở đông hoang lúc này lặng ngắt như tờ tất cả khách đổ thạch đều chạy sạch nơi này sẽ có một trận đại chiến bọn họ không muốn can dự vào đó trên đường lớn đầy chật bóng người nhưng không ai đến gần tất cả đều ở xa xa yên lặng chờ xem vương gia được báo cáo trước biết diệp phàm đến mọi người liền hành động bày ra sát trận xa xưa muốn vây kín mảnh địa vực này để có kẻ vào được không cần ra nữa mảnh thạch phường này rất rộng, như một vùng cung điện, to lớn hùng vĩ, trong sân cỏ cây phong phú, cánh lá xanh tươi, cảnh trí đẹp đẽ. Diệp Phàm một mình đứng ngoài kiến trúc hùng vĩ này, đối mặt thạch phường rộng lớn, thần sắc nghiêm túc không chút tươi cười, cũng không thấy chút tức giận, hờ hứng bình tĩnh. Thánh thể ngươi thật to gan, thật sự dám đến nơi này, muốn chết hay sao? Người trẻ tuổi vương gia gào thét, mấy ngày qua bọn họ theo lệnh đánh trống gieo hò đã sớm thành thói quen hôm nay mở miệng phun ra ngay như thật sự không để diệp phàm vào mắt thạch phường liên quan quá nhiều đây là một cái kho tàng lấy mãi không hết mỗi ngày có thể kiếm được rất nhiều tài nguyên tự nhiên phải có đại năng tọa chấn một lần là bước ra ba vị đứng song song trước cửa cung điện mỗi người thần sắc phát lạnh nhìn chăm chăm diệp phàm vương đằng có đây không diệp phàm lớn tiếng hỏi đường huynh của ta là người nào mỗi một hành động đều là mưa gió nổi lên, khắp nơi chú ý, vận chuyển chiều hướng thiên hạ, tùy tiện chó mèo nào tới cũng một muốn gặp được hay sao. Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt không tốt, đứng trước cung điện. Người muốn chết phải không? Đừng nói có ba đại năng, ta muốn giết ngươi thì có mười đại năng cũng không cứu được mạng ngươi. Hà hà! Một đám con cháu vương gia đều cười to, phóng đặng không chút kiêng nể, hoàn toàn không để ý, bọn họ đã bày ra cổ trận ngay cả các thánh chủ đến cũng phải bị vây giết không hề sợ hãi ta vươn cổ ra đây chờ ngươi tới chém nhưng mà ngươi có làm được không ngươi còn mạng không thành thể thì sao chứ sinh cùng thời đại với đường huynh ta trời sinh chỉ có mạng bị trà đạp ngay cả cánh lá cũng không tính nữa mấy con cháu vương gia trẻ tuổi cười to toàn nói lời khiêu khích hồn nhiên không để ý đến diệp phàm diệp phàm chỉ ra một ngón tay một đạo chỉ lực thấu vào lòng đất như kích hoạt một con rồng mặt đất ầm ầm rung chuyển nguyên khí vô tận sôi trào phốc một đạo thần quang bắn lên từ lòng đất nam tử trẻ tuổi gào thét ở chỗ cung điện hết thảm thiên linh cái bị xò xuyên nguyên khí trào ra thân hình cong vẹo bắn ra ngoài mất mạng tại chỗ không biết sống chết ta đưa toàn bộ các ngươi lên đường diệp phàm hờ hững chuyện gì thế này bày ra sát trận có thể kháng cự tất cả nguyên thuật tại sao còn tiến vào được một tên đệ tử hoảng sợ màu cản hắn lại đừng để hắn phát động nguyên thuật có người hoảng sợ hết to ầm um. diệp phàm chỉ tiến lên một bước mặt đất rung chuyển lại một đạo ánh sáng bùng lên từ mặt đất giống như ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi vạn vật lại một tiếng thét to người trẻ tuổi vừa rồi kêu rất lớn tiếng thiêu đốt bừng bừng nhanh chóng thành một đống cho tàn bày ra trận đồ. Một vị đại năng quát lớn, một góc trận đồ lơ lửng ở sâu trong cung điện xuất hiện trên không trung, phát ra dao động kỳ dị cố định vùng đất này. Liên tiếp năm tiếng hét thảm vang lên, lại có năm người mất mạng, chết dưới nguyên thuật. Người trẻ tuổi vương tộc tim gan lạnh băng, câm như hến không dám nói thêm nửa câu, bị dọa vỡ gan, có người còn phát run. Trần ác. Một vị đại năng vương ra quát, trận đồ hạ xuống, Lúc này nguyên thuật của Diệp Phàm bị cản trở không thể tiến vào. Một đại năng nhấc bước đi tới, trầm giọng nói: "Cổ trận đã thành, tuy rằng còn chưa tế ra trận đồ, nhưng có thể cố định được nguyên khí, vì sao ngươi còn có thể thúc đẩy nguyên lực? Không cần so sánh ta với các nguyên thuật sư khác." Diệp Phàm đáp, ánh mắt lạnh lùng quét qua một đám người trẻ tuổi vừa này, khiến trong lòng bọn họ nhảy mạnh. "Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, tất cả nguyên thuật ở trước mặt chiến lực tuyệt đối." Hết thầy đều là phí công. Một vị đại năng nói, bày lên, hai người khác cũng bước ra cổ trận lần tới. Cô trò ta. Diệp Phàm vỗ tay giữa hư không, pháp lực đối đầu với đại năng kia. Một tiếng ầm ầm, trọi cứng một chiêu đầy lui cường giả vương ra bay ngược ra hết to một tiếng. Lĩnh vực bạt cấm. Mọi người kinh hô, trong lòng rung động nhưng mà dù là có lĩnh vực bát cấm, hắn cũng chỉ mới tiếp cận tiên thai tầng thiên thứ nhất trung kỳ mới đúng, bằng không làm sao có thể chống lại một vị đại năng. Rất nhiều người lộ ra dị sắc, thánh thể đột phá, tốc độ này khiến người ta sợ hãi. Hai vị đại năng khác có công lực thâm hậu, vượt xa người vừa rồi, bình tĩnh bay lên muôn trần áp thánh thể. Cúng cút ngay cho ta. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, tay dung lên tế ra mấy khối thần nguyên, như cờ lệnh bay ra dừng lại trên những chỗ khác nhau, chắn trước cung điện, trăm vạn phủ văn loài ra ấn vào hư không. Nguyên khí xôi trào hai vị đại năng bị càn đường không thể đi tới, bước ra một chút cũng mất rất nhiều sức, đều kinh hãi khó hiểu. Tế sống võ đạo cổ đồ Trong đám đông có người nhận ra, trận đồ trên bầu trời nhanh chóng diễn hóa, một loại khí tức vương giả đánh xuống, chú văn vô tận chấp động hóa thành hữu hình đóng dấu vào hư không toàn bộ mảnh kiến trúc to lớn bị che bên dưới, hai người kia thừa cơ lao ra muốn đến gần Diệp Phàm giết chết hắn. Xoạt, xoạt. Diệp Phàm không ngừng một chút, từng khối từng khối thần nguyên to bằng nắm tay bay ra, toàn bộ rơi xuống trước cung điện bao vây nơi này, cùng lúc, hắn liên tục ra tay đánh từng mảnh phù văn vào hư không. Nhìn từ xa xa, trên không trung khu thạch phường có rất nhiều đốm sáng, đều là tự phù, như dùng nước thép đúc thành, lập lành ánh sáng. Nguyên thuật của ngươi đã sớm bị người ta biết tới, còn muốn dùng thứ này đối phó chúng ta, vô dụng thôi." Một vị đại năng nói. "Võ đạo cổ đồ là đạo văn của các tiên hiền khác lại, không những giết địch, còn có thể phá đi đại thế thiên địa, có thần uy không thể tưởng tượng, ngay cả thánh chủ cũng có thể bị vây chết. Có người dùng võ đồ này giết nguyên địa sư ở Bắc vực, bọn họ tìm được bảo đồ như thế, tự nhiên dùng đối phó Diệp phàm, người xảy ra chuyện bất ngờ." Trên bầu trời, bức trận đồ chậm rãi chuyển động, mỗi một lần đều quét ra lực lượng thần bí cố định hư không, bài xích nguyên thiên thần văn do Diệp Phàm bày ra. Thông một phép, hiểu mọi lẽ, khi một người mạnh mẽ đến mức nhất định, quả nhiên có thể đụng đến tất cả lĩnh vực, một tấm võ đạo thần đồ nhưng bao hàm toàn diện, có thể hóa giải đại thế thiên địa. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, sinh ra báo động, ý thức được dù là ở Bắc vực thì nguyên thuật của hắn cũng chưa chắc vô địch thiên hạ, còn có thủ đoạn khắc chế được bụp bụp không trung phát ra tiếng nổ nhỏ diệp phàm không ngừng ra tay tế ra mười mấy khối thần nguyên to bằng nắm tay mỗi một khối đều có khắc vô số phủ văn có thể làm cả một vùng đất thành cho bụi chẳng qua tất cả những khối nguyên này đều do là gốc rễ để hắn bày ra nguyên thiên thần trận không phải sử dụng riêng lẻ hắn dùng hết chiêu thức di động ngoài cung điện khắc cấm thuật trong nguyên thiên thư ba vị đại năng bị cản trở thật sự không thể xông lên không thể tới gần thánh thể ở xa xa, mọi người kinh hãi, nguyên thuật vô song có thể cản trở đại năng. Phá cho ta. Ba vị đại năng cũng hét lớn, cùng thúc đẩy võ đạo cổ đồ đè xuống, muốn làm tan dã dao động đáng sợ được nguyên thuật tạo thành, đồng thời bọn họ cũng rất kinh hãi. Tại sao lại thế? Cổ đồ này là các bậc tiên hiền tế luyện thành, trả cái giá rất đắt mới trao đổi được, theo lý thuyết ngay cả nguyên địa sư cũng phải bị chém, tại sao không làm gì được hắn? Trong lòng ba người tràn ngập nghi vấn tuy rằng ta là nguyên thuật sư nhưng có thể thi triển một phần cấm thuật thiên sư các ngươi hưởng thụ đi diệp phàm tiếp tục ra tay nơi này mây che mặt trời mười mấy khối thần nguyên như có sinh mệnh trào ra phủ văn vô tận bao phủ khu vực này mỗi một đạo văn lạc như một con rồng nhỏ đang bay lượn cấm thuật trong nguyên thiên thư bây giờ hắn có thi triển được không tại sao lại như thế hắn còn cách xa nguyên thiên sư vẫn có thể làm được mọi thứ Mặc kệ bọn họ kinh hãi lo sợ, nhưng không cách nào thay đổi mọi chuyện, Diệp Phàm nhàn nhã ra bọn họ trước cung điện, không thể đi ra nửa bước. Mở ra. Ba vị đại năng đánh sâu vào, nhưng bọn họ làm vỡ hai kiện binh khí cấp thánh chủ cũng không công phá được. Lúc này, tất cả người trẻ tuổi Vương gia đều mặt trắng bệch, bọn họ dự cảm được chuyện không xong, ngay cả đại năng của gia tộc cũng bị giam ở đây, có lẽ sẽ kết thúc rất bi thảm. Thúc tổ, mau nghị cách đi có vượt qua hư không được không? Tổ ra ra, phải lao ra ngoài, thánh thể thủ đoạn ác độc, nếu bị nhốt ở trong này, hắn sẽ luyện hóa tất cả chúng ta. Những người này đều hoảng sợ, không ai không khiếp đảm, căng mặt thúc giục ba vị đại năng. Nhưng mà mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, dựa vào bọn họ đánh sâu vào cũng vô dụng, mặc dù võ đạo cổ đồ trên bầu trời vẫn xoay tròn, nhưng không phá được nguyên thiên thần trận. Thánh thể đang làm gì? Ở xa xa, những người đang xem trận chiến đều trào ra hơi lạnh, toàn bộ không khỏi giúp lui ra xa, bọn họ dự cảm được sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Được rồi, không phải người vương ra các ngươi rêu rao cả ngày hay sao, hôm nay ta tới đây, đưa tất cả các ngươi lên đường. Diệp Phạm hét lớn một tiếng, tiếp đó, hắn ấn một cái giữa hư không, kích hoạt phủ văn vô tận, tia sáng kim loại chợt lóe lên, lập tức bao trùm nơi này, tiếp đó hắn nhanh chóng lui ra. Ừ toàn bộ thạch phường liền thiêu đốt, ánh sáng hoa lệ bùng lên như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp trói mắt, yêu diễm nhưng đáng sợ. Một đóa hoa thánh khiết, sáng lạn cùng xinh đẹp trên đời này cũng chỉ như thế mà thôi. Diệp Phong cười mỉa. Ở xa xa, mọi người dựng hết lông tóc, một cái pháo hoa như thế có mấy ai chịu nổi, cái giá phải trả là một tòa thạch phường cấp thánh địa, còn chưa nói chết bao nhiêu người, nhưng không cách nào cân nhắc được giá trị cơ nghiệp vương gia ở Đông Hoang hoàn toàn xong rồi. Ba vị đại năng đó, cứ thế bị nhốt chết, quá ủy khuất, căn bản không có cơ hội ra tay. Ở xa xa, mọi người cảm thấy hơi lạnh chạy từ chân đến đầu, kết quả này làm người ta khó mà thừa nhận. Đáng tiếc, những kỳ thạch kia đều có giá trên trời, tất cả đều hủy hoại trong chốc lát. Làm ta đau lòng chết được, có mấy khối kỳ thạch mà ta chú ý mấy chục năm, mãi muốn mua lấy, tất cả đều bị hủy rồi. Có người rất thở ơ với cái chết của cường giả vương gia, nhưng hết sức đau lòng mấy viên đá lạ trong thạch viên, bóp chán thở dài, đấm ngực dậm chân. Đáng tiếc. Diệp Phàm cũng đáng tiếc, phụ thân của vương đằng cùng các nhân vật trọng yếu đều làm khách ở cơ gia, cầu hôn ở hư không cổ điện, không có ở nơi này. Chỉ là hắn cũng bình thường trở lại, nếu những người đó có ở đây thì hắn có khả năng nhổ tận gốc được.